Con cảm ơn Ngài. Bao lâu nay Con không biết Ngài yêu con. Buổi tối hôm nay Ngài đã cho con Đến với Ngài. Chúa ơi, Xin Ngài Tha thứ Tội lỗi của con Và từ đây Tiếp nhận con Là con cái của Ngài. Con xin giao phó Cuộc đời của con Trong bàn tay của Ngài. Nguyện Ngài Chúa ơi, chúng con xin giao phó trong bàn tay quyền năng của Ngài. Xin Ngài ban cho yêu cho tâm lòng họ biết cầu chúc cuộc đời của họ. Và xin Chúa ơi, chúng con xin giao phó trong bàn tay quyền năng của Ngài. Xin Ngài ban cho yêu cho tâm lòng họ biết cầu chúc cuộc đời của họ. Và xin Chúa ơi, chúng con xin giao phó trong bàn tay quyền năng của Ngài. Xin Ngài ban cho yêu cho tâm lòng họ biết cầu chúc cuộc đời của họ.
dẫn dắt cả cuộc đời của họ. Và xin Ngài té tí và ba ơn theo sự cho họ theo nước trót cả cuộc đời đến khi họ gặp luôn tên trên đảo bên biển. Cả cuộc đời của họ Chúa ở cùng, cả cuộc đời của họ Chúa ban phước, cả cuộc đời của họ Chúa gìn giữ. Chúng con đồng một lòng biệt một ý thành kính cầu nguyện như mình Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay. Dạ, xin ban phép tân giúp những người này và tôi sẽ cầu nguyện cho những người tin cứu của tôi hôm nay. Yeah, đi chút chút đó, leo leo cân bằng này, kẹt kẹt cân bằng này. Cánh tay Ngài vẫn đang rộng mở, mau tiếp nhận Giê-xu, Giê-xu.